Hey, anh cũng muốn chào cô chú anh chị nha. Nay đi thăm bãi gắn em Khương thăm bữa có không? Chào các huynh đệ nha. À, ngồi thanh thầy anh kia thăm cái đầu tiên của thanh nha. Giờ đã bắt con cũng ngâm tí về nướng rồi. Đúng nhầm à. Lát sách mấy cái bẫy theo anh ra ngoài kinh đặt nha. Và mình đặt. Anh đặt gần thịt rồi. Có ngập lắm chứ. Nước cái này chắc cũng còn nó miệng hôm nồi lên chứ sao ngập được hết được. Trên bờ mà. À. Không thấy phần là thấy hết đi vọng. Hết chứ. Ừ, chuột chạy ra luôn mới ghê chứ. Bữa em đặt đây hai cái phải không? Tú đằng đó là. Cái bờ này đi không im em ơi. Lại cái ngày chóc. lại biết em cái chóc cái bẫy này nha, hiểu luôn rồi. Lật là biết đây, không. Chuột còn luôn. Chuột còn. Còn hết rồi. Luôn. Lại dần là biết đặt đây chứ không đâu. Bổn à. Có cái mít kia nó bị xì. Ra mấy kênh em nhìn thấy mấy kênh mê lắm mà đặt có con khúc à, còn dài lên đây anh không có đặt luôn. Bữa nay kiếm mấy ông á. Rồi, để anh gửi thăm cái đầu tiên của mình nha. Thăm cái bẫy đầu tiên nha các bạn. Đầu tiên thân ở đây. Dạ, này còn gì có phần lúa. Lúa đẩy ra các bạn ơi. Cái đầu tiên mà thấy vậy là mê à. Không biết bự là nhỏ thôi. Lúa đẩy ra nha. Dạ. Cái bẫy này cũng nặng rồi. Dạ, con hai con mà chạy cái gọt gọt đi. Rồi, hai con. Cái đầu tiên mà dính cặp gắn này là thi. Thế gà. Nó hai con một chỗ luôn. Rồi, thì đặt cái bẫy Chico vô. Con cá nha các bạn. Con ta chạy chè tới đi thầm thầm úp cây thầm. Rồi chuột còn luôn nha các bạn. Ừ, giảm cổ đấy tốt cái bẫy anh. Cái bẫy này là giảm từ cái này nha. Nghĩa chơi thiệt rồi đó. Bảy hai con hả? Ừ. Hai con, còn hai con này nhì à. Nhiều. Dở lên thấy cục phân và bá là anh dở lên thấy nặng, bảy nặng nặng. Rồi, bắt luôn đi. Ngon gì ta. Mấy anh tiền mà nay thế vậy chứ sao? Một con nhì. Vậy là cái bảy cái ngày đóng cửa là chuyến này là chia tay thật sự vậy đó không? Tính đặt lại nữa chứ. Còn cho đặt không? Còn nhắc sâu hai gì không ha, hai gì cái luồng này sao anh dính đến cặp không, rồi clip rồi anh dính cũng tàn đến cặp không, chứ này dính cặp nữa, cặp nữa rồi. Để tin tạm ngưng máy nha các bạn. Nè cái bẫy này thành có người ta thanh không quay chưa cô chú anh chị, chắc chừng nửa ký, chắc chừng nửa ký à. Ừ. Cái lụn này có lấy lụn kia là chất lớt rồi. Đã rồi. Đã ăn gắn rồi. Cái gì? Gắn mét rồi, gắn thăm trời.
Biết đâu. Thâm thâm. Mày nào? Thâm thâm chứ thôi. Đây đây còn cái nào không? Không có nào đâu. Ủa mà không quấn chảnh rồi. Không quấn cái đầu đó anh rút hôm nay lâu rồi. Bắt con rắn ra kìa. Ẩm quấn con cái bự đầu đó đó. Đổ vào cái phần nó cho rớt xuống. Cái bẫy này hôm nay là ăn cũng biết nuôi con rồi nha. Phần cũ có, phần mới có. Nửa ký, nửa ký yếu quá ha. Nửa ký yếu. Ba con gì. Đúng là chỗ này là đúng là đúng là chỗ này là cái lùn này như máy anh tiền của anh hay gì. Qua bên kia cái sụ gâu hả? Qua bên kia cái sụ gâu đi đi sạc cái háng nó không dính gì trơn. Như vậy em nhớ không? Nó qua bển là không giờ có đó. Hy vọng bữa nay có hay sao, tại có đặt bốn cái trong cái vùng vùng mít á. Đây đây, lá kiếm mà bảy vậy vùng mít nó quấn. Đặt mấy kinh không á. Bên đây còn mấy cái. Ừ. Giờ mình đi đâu, đi thẳng tắm cái gì? Ừ. Xa không? Xa. Xuống bờ kinh đó cái đầu đi vòng lên. Bờ kinh lên đặt 7-8 cái gì. Xét 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 xét. Kinh đó cứ chạy cứ không. Giờ là đây đi thẳng lên trên đó là không có đặt hả? Trời, cái bãi lên nó lâu rồi đi. Đang nặng nha các bạn. Tội mô hình. Mấy con chuột nó nóc luôn. Chẳng văn luôn. Nè, tội bộ tưởng mô hình nó bự ở nhà nó ăn con chuột. Rồi, đem đặt cái bẫy si cua vô. Bảy ngày ba đang dính cặp rồi, cặp hoành này thấy phân chỗ áo ao kiếm không làm cái đây nữa. Cái này bà ẩm cũng dính được con à, bà ẩm dính tự nhiên sắp bà ẩm nữa rồi kìa bà ẩm thấy phà chạc nặng nha. Rồi nước ngập rồi, con rắn này ao rồi các bạn ơi, rắn này bự lắm rồi, nước ngập rồi. Ôi biết tình chứ, trời ơi con rắn nó bự, trời ơi con rắn nè, nước vậy mà nó ngập được trời, trời ơi con rắn cả nửa ký lô rồi. Để mình xử lý mấy cây ca luôn nha các bạn. Thành quả lần đầu tiên hút của ông nha các bạn, ông rừng nè, dính rắn này nữa nè. Ủa hôm nay là mó luôn, ông rắn này là gió luôn. Nhìn nè, nhìn không, nhìn nữa hút ông xong ra thăm luôn á, cái bó tay rồi mà không nè. Quấn như cái mình gắt này. Dễ gì, này. Có giáp mà. Để em Phương bắt cái đi lấy hên luôn rồi. Nãy giờ em Phương chưa có con nào á. Ngồi đại nãy giờ nè. Rồi. Rồi phóng qua phóng lại gớt cái
cái hột quẹo mất tiêu rồi. Trời ơi, con này mập này. Nó ăn no, chuột no á. Đâu phải. Con biết cậu bỏ con áo nè ta, nãy nó lấy rồi mà ta. Nè ra nè, quay đây nè. Nè nè, mập ha. Gì? Con mập ha. Ừ, gì không có trứng rồi ta. Trứng à? Mình có. Đâu rồi? Trứng non nè. Có trứng non á. Trời ơi, rớt không quẹt, tía rồi. Rồi, ký gửi rồi, bốn con ký gửi rồi đó. Ký gửi không? Ký gửi rồi. Vô mấy anh tiền này là giờ còn cái cuối cùng đằng kia nữa là hết cái luồng nè. Mất hết hai cái bẫy. Chó quá hả? Bị mất. Vô kia mất một cái. Bị lắm rồi. Không hoài gì là quá đắng. Đắng hả? Nó lấy mặt bưởi hay gì á. Nè, cũng tổng không được được ta. Gì không ha? Ủa, nè, ối không? Để tháo cái này ra, rồi thành tạm ngưng đi nha các bạn. Bữa nay là nước chắc ngập mấy cái chỗ này hết rồi. Lẽ bữa nay được có 4 rắn duy nhất hết trời. Nước ngập rồi cô chú anh chị ơi. Quay nước ngập về. Con rắn còn sống, hên quá. Nước ngập mà con rắn còn sống nè các bạn. Nó còn thở được. Hên nha. Nó không thở được là quéo queo rồi. Ai, kêu em Phương vô đặt, em Phương không chịu vô. Bữa em vô em đặt mấy cái. Đó. Đây. Đây. Nước ngập nha các bạn. Nước ngập mà không sao. Đó, em thứ năm của Thanh nha. Này đến gắn gì không? Gì mà gì? Chuyện hãng không? Cái bẫy nặng nặng mà nó mà ao chuột nữa, ao gắn là uổng đó. Nãy thì Thanh bị ao hết con gắn rồi. Ờ đái rồi. Chắc lượng sướng không? Sướng rồi, để Thanh qua đây thăm còn hai cái khu này, thăm cho hết khu này nha các bạn, rồi Thanh đặt lại mấy cái bẫy nha. Cái bẫy Thanh đặt đằng kia, đằng đây, cái đặt đằng kia là nước ngập rồi. Đây, đây nước đang ngập. Chuột Thanh còn luôn nha các bạn. Rồi, cái bẫy Thanh còn gì mà nó môi. Trong lỏng con liễu luôn các bạn. Chuột còn. Môi ghê à. Không phái là không đặt. Chà, có phần nhà Phương. Trời ơi, con gì đây? Chà, hành nữa Phương ơi. Con ta tới. Đặt cái bánh xí cô này. Nhà buồn quá. Bữa nay em Phương giờ không có cái con một con luôn các bạn ơi. Thanh thì được mớ rồi.
Đây. Con hành nữa nè. Được con hành nữa nè. Có. Bữa nay tại là gắn gì không à? Ở đây điện thoại bắt nha các bạn. Anh bắt gắn đi ra luôn cái thanh làm có 7 xích cua nha các bạn. Để ngồi không có 7 xích cua. Đây cái cây cây kẹp nha. Thấy có phần có lý. Cái bẫy này vừa hãm cái điểm nè, hãm nó dính cặp, cặp này dính con. Đây, quá sướng, con này là bự nhất rồi đó. Con này chở cỡ con mãi. Đừng đây ông hành này nha. Hành không, quá sướng, hành nhì không nha các bạn. Rồi cái thanh lắp máy, thanh vô chuột, cái thanh đi thăm tiếp còn mấy cái nữa nha. Tới gần tới cá bè thì Thanh bữa nay đi thăm bẫy á, hồi nãy Thanh chưa tổng kết gắn cho cô chú anh chị. Bữa nay đi thành quả Thanh đã diệt thành căn coi em Phương thì nói được 2,5 kg, Thanh không tới. Đây là cái ngã ba An Cư, cầu An Cư. Kẹt xe ghê không? Ngay đường xanh đỏ là dễ kẹt đó. Rồi, để anh về Thanh tổng kết số gắn cho cô chú chị được trải nghiệm cùng với Thanh nha. Nay Thanh cũng thành quả được hốt được tổ ong nữa. Thanh cũng mới về tới nhà luôn. Đó. Hôm nay thành quả của Thanh. Đây. Đây gắn đây. Anh căng đi rồi cái anh cho các bạn xem cái tổ ong Thanh nha. Đến né qua xích qua con. Đây, coi được nhiêu đây. Căng 5 kg. Sao làm gì tối vậy? Cái túi lưới mình thường lại là 300 g. Hai cái 8 mà gì? Rồi 2,8 trừ 300 g 2,5 kg. Thì làm Phương đón 2,5 kg rồi, đúng rồi. 2,5 kg. Vậy là thành quả Thanh này hốt được tổ ong. Đó. Viên tổ mặt nha các bạn. Không rừng á. Căng thơ được bao nhiêu đây? 1,3 kg yếu nha các bạn. Trừ từ 2 cái túi lưới ra với xác là có 2 cái mũ chứ. 1,3 kg yếu chút xíu. Không được 2 kg. 1,3 kg. Cái ổ này nó già quá các bạn, cho nên nó mất mặt bớt. Chứ nếu mà đầy mặt là ngon lắm á. Rồi, anh cũng tạm ngưng clip đây nha. Anh hẹn cô chú anh chị clip sau. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem clip bị gắn thư giãn cùng với Thanh nha. Rồi, Thanh cũng tạm biệt. Bye bye.